Xperia 8, smartphone tầm trung, giá chát. Dù doanh số liên tục sụt giảm, Sony vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy mình sẽ rút lui khỏi thị trường smartphone. Bằng chứng là hãng vừa tiếp tục trình làng chiếc smartphone mới nhất của mình với tên gọi Xperia 8. Giống các mẫu smartphone gần đây của Sony, Xperia 8 sở hữu màn hình với tỷ lệ khá khác thường, kết hợp với kiểu thiết kế viền màn hình khá dày, thay vì viền mỏng như nhiều smartphone khác trên thị trường. Điều này khiến cho sản phẩm có kích cỡ tổng thể khá dài, thậm chí có thể nói là cổ lô so với các đối thủ. Mặt trước và sau của sản phẩm là kính cường lực Gorilla Glass 6, còn cảm biến vân tay được bố trí ở cạnh bên của máy. Xperia 8 có các tùy chọn màu sắc bao gồm đen, trắng, cam và xanh. Sản phẩm sẽ được bán ra vào cuối tháng 10 tới đây tại thị trường Nhật Bản với mức giá 505 đô la Mỹ, tương đương 11,8 triệu đồng. Đây là mức giá tại thị trường Nhật Bản, vốn giá thuế cao đối với các thiết bị công nghệ, nên rất có thể Xperia 8 sẽ có mức giá thấp hơn tại các thị trường khác. Tuy nhiên nhìn chung đây vẫn là một mức giá chát so với một chiếc smartphone tầm trung như Xperia 8.